Cụ ở đâu ra thế này? Bác hỏi ai ạ? Tôi hỏi là cụ ở đâu ra? Về rồi đấy hả con? Sao mua nhiều đồ thế? Đưa đây. Luyến, Luyến, Luyến. Cụ này là ai thế này? Bà ở ghép chung phòng với em. Thì có họ hàng gì không? Tôi chỉ ở ghép thôi, không có họ hàng gì đâu bác ạ. Thằng nào mấy lần đến không gặp? Vâng, không có họ hàng gì. Tôi mới... Bà cụ mới quê ra. Thôi, bác ở chơi, tôi chạy ra chợ có tí việc. Tôi đi cô Luyến nhá. Bà cụ Nhi. Này, Luyến này. Dạ. Lúc nãy bà cụ bảo là con về rồi đấy à? Sau lại bảo tôi đi cô Luyến nhé. Thế là thế nào? Thì người già lẩm cẩm, lúc gọi thế này, lúc gọi thế khác, biết được nào mà lần đấy. Có khi lần sau gặp anh á, bà cụ gọi anh bằng con nên ấy. Luyến này, nếu mà chọn người ở cùng ấy, sao Luyến không chọn những người trẻ, khỏe, sạch sẽ? Ai lại chọn bà già như thế này, rồi trái gió trở trời, cụ ý lại lăn beo ra, mang họa vào thân đấy. Thì em tìm được người ở ghép, em được bớt một nửa tiền nhà, tốt lắm rồi. Sao mà em nghĩ xa được như anh? Thôi, mình vào đi em. Bạn ơi, sao mà lại thơ thơ thần thần thế này? Hay là ra ngoài ở lại tương tư cụ nào rồi đúng không? Chú này, cụ nào? Nóng quá nên ra đây hóng mát mà chú. Thằng ba nó lại mò về đúng không? Không, đời nào nó dám về đây nữa hả chú? Khôn thế là thọ đấy. Chú nói khẽ hộ cho tí. Chứ con Luyến lườn, nó điên lên, nó cho bà thúc chuột thì con mà về nghĩa địa sớm. Chú ơi, chú đứng đây chơi với tôi, nói chuyện với tôi tí. Chơi với bà? Vâng. Thằng này có ngáo đâu. Thì chuyện đang vui. Chú với cô Hòa thế nào rồi? Mà tôi thấy cái Luyến nó nói cũng đúng đấy. Mình là đàn ông, mình phải trên cơ chứ. Thôi, để thằng này vào giả cho con Luyến mấy đồng, con nó ngoạc mồm lên. Chú ơi, nhà đang có khách. Khách thì liên quan gì thằng này? Luyến này, đồ anh mua ấy là em phải ăn ngay. Vâng ạ. Dạ, thôi anh về đây. Anh về ạ? Về thế thôi á. Em cảm ơn anh. Cảm ơn chuông thế thôi á. Ui, chú ơi. Ui, cái gì đấy? Quá nguy hiểm. Kiểu gì anh cũng phải đưa em ra khỏi nơi này. Quá đáng sợ. Ôi tôi chết. Cái xe của anh để ngoài đầu ngõ.